Sơn gel đẹp và bền là điều quan trọng, và ngoài vấn đề này ra thì Thảo còn muốn chia sẻ cho mọi người về các dụng cụ chi tiết và cách sử dụng sơn gel chi tiết nhất nha mọi người nha. Chào cả mọi người, mình là Nghi Thảo đây. Ngày mai chúng ta sẽ cùng Thảo sơn gel và Thảo sẽ cùng chia sẻ với mọi người các bước chi tiết và các cái dụng cụ chúng ta cần và hiểu sâu hơn về các dụng cụ này nhé. Đây là tay Thảo đã nhặt ra rồi thì chúng ta sẽ rũ form nhé. Khi rũ form thì chúng ta sẽ dùng cây rũ mỏng nhé. Mình cũng dùng rũ của hãng Geneva này. Rũ form móng thật ý, thì mình sẽ dùng rũ mỏng hơn nhé. Còn khi nào làm móng giả thì mình sẽ dùng rũ dày. Chuẩn bị sẵn cây phao có thông số là 100/180 thì chúng ta phao hai mặt trên móng nha. Rồi. Mình rũa form vuông tròn mọi người nhé. Còn cái này, cái ngón này nó ngắn quá thì mình sẽ rũa vào ôm form nhất có thể thôi ạ. Sau đó mình sẽ phao đi nhé. Mình dùng mặt giáp phao trước, tức là mặt 180 phao trước, sau đó mình sẽ phao mịn. Mình làm tương tự đối với các ngón khác nha. Thảo thấy rằng là mọi người có một cái thắc mắc đối với lớp cứng móng này và lớp sơn base, lớp liên kết đấy ạ. Ngày hôm nay Thảo sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn nhé. Lát nữa đến phần lớp sơn thì Thảo sẽ chia sẻ kỹ hơn nhé. Tại vì có rất là nhiều bạn nhắn tin Thảo bảo là sao lớp sơn base mà hơ nó không được khô ấy, nó vẫn cứ dính đó, hoặc là cứng móng hơ nó không khô nó cứ dính. Rồi, sau khi mình làm xong mình sẽ dùng chổi phủi để phủi đi nhé. Bình thường nếu phủi chưa kỹ thì chúng ta sẽ sử dụng cồn và giấy lau treo để lau đi nhá. Còn nếu như mà nó đã kỹ rồi thì mình sẽ bắt đầu sơn thôi ạ. Mình sẽ sử dụng Bay Crest, tức là lớp liên kết của sơn treo nhé. Đây, lớp liên kết này thì mình sẽ sơn mỏng nhé. Cũng cách chân móng một sợi tóc, mình sơn đó, mình sơn đều hai bên này, vuốt lại thật nhiều cho nó mỏng nhé. Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta sơn cái sơn liên kết này mà hơ đèn, hơ 99 giây thì chúng ta nó cũng vẫn còn dính nhá, tại vì mọi người quên mất tên của nó rồi ạ, nó là liên kết thì tức là nó vẫn phải còn có độ dính để nó liên kết giữa các giữa lớp base và giữa lớp móng với các lớp sơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sơn cứng móng cũng vậy, nó cũng vẫn còn phải liên kết cái phần dính ở phía bên trên ý. Dính không phải là không khô, mà chúng ta hơ 99 giây đã khô rồi nhưng mà nó sẽ còn cái phần dính là để nó liên kết mọi người nhá. Đừng ai nói rằng là lớp sơn bay này hơ không khô là lớp sơn đều này, rồi lớp liên kết này dính nhiều là đều, còn dính ít là xịn. Không phải mọi người nhé, càng dính còn dính độ dính nhiều hơn thì nó sẽ càng bền chứ ạ, mọi người biết không ạ? Đó, rồi mình sẽ sơn thật mỏng nhé. Còn có những bạn cũng bảo với Thảo là hơ cái này thấy hơ bay thấy chưa khô, hơ cả mấy phút nóng hết cả tay rồi mà vẫn chưa khô, thì thật ra là mọi người hơ ấy, cái lớp liên kết nó sẽ vẫn còn để nó còn liên kết với lớp sơn sau, nên là hơ có hơ bao nhiêu phút thì nó cũng không thể khô hoàn toàn đâu mọi người nhé. Khi sơn cái này muốn khô hoàn toàn thì mình chỉ có sơn lớp top lên thôi nhá, nên là các lớp còn lại dính thì nó liên kết thì mọi người đừng quan tâm nó, và hãy biết là càng dính thì sẽ càng liên kết tốt nhá. Mình sẽ bỏ vào hơ đèn 99 giây nhá. Sau đó mình sẽ sử dụng màu sơn số 1 trong set màu sơn của Thảo để mà sơn giả bột ý, để mà sơn nhá. Mình sẽ sơn màu trắng này. Rồi. Mình sẽ khóa đầu móng thật mỏng lại nhá. Rồi mình sơn lần lượt như vậy nha. Nếu là sơn cách chân móng một sợi tóc nhá. Và ngày hôm nay Thảo sẽ cùng chia sẻ mọi người một cách, một mẹo nhỏ nữa để cho sơn bền hơn. Lần trước Thảo cũng có làm một video rồi nhưng mà làm chưa kỹ á mọi người. Lớp sơn này thì mà khi mà mình sơn ấy, mình hơ đèn thì nó cũng sẽ còn hơi dính một chút nha.
mà lớp sơn này nó sẽ ít dính hơn cả là lớp liên kết. Tại vì lớp sơn liên kết, một nhiệm vụ của nó là phải liên kết nên nó còn dính đấy ạ. Chị không sợ các bạn chưa hiểu rõ về đồ, mà chị sợ nhất là các bạn đang cầm đồ tốt chúng ta dùng mà chúng ta lại nói rằng là nó đều. Đó. Em mọi người tìm hiểu kỹ mà trước khi mà chúng ta học nhá. Để khi mà khách có hỏi á, hay là có những khách họ muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì mình còn giải thích được cho họ nhá. Rồi mình khóa đầu móng thật mỏng nha, và mình sẽ bỏ vào hơi đèn cũng 99 giây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sơn lớp thứ hai. Rồi. Mình cũng quét cọ nhẹ và đều tay nhé. Tùy từng dòng sơn và chất sơn, chúng ta sơn 2 nước hoặc 3 nước đều. Tức có những dòng sơn cùng một hãng nhưng từng cái màu chất sơn nó sẽ khác nhau. Có chất đậm hơn, có chất siêu đặc, còn có chất đặc. Nên là mình nếu như mình sơn 2 lớp chưa thấy được đều thì mình có thể sơn 3 nước nha. Hoặc là 2 nước thấy chúng ta đã thấy đều màu rồi thôi ạ. Rồi mình sẽ sơn này. Làm tương tự đối với các ngón khác nhé. Và mình nhớ sơn khoảng cách nha. Nhớ khoảng cách đấy ạ. Và cái bước để bền sơn thì chúng ta sẽ chờ ngay sau đây thôi. Nhớ lớp sơn này mình cũng hơi 99 giây nhé. Rồi. Mình sẽ hơ đèn nha. Nhớ là hơi 99 giây mọi người nhé. Sau khi hơ đèn xong, chúng ta sẽ sử dụng lớp cứng móng hay còn gọi là hard gel. Nhớ nhất đây là lớp cứng móng mọi người nhé. Mình sẽ sơn sau lớp sơn để đảm bảo độ bền của sơn được nhiều hơn nhé. Cái lớp này là bản chất của nó là một lớp gel mỏng nên là nó sẽ còn hơi sệt nhé. Càng sệt là nó càng đặc mọi người nhé. Mọi người đừng tưởng nhầm với chất lượng nhé. Mọi người đừng thấy là cái nào loãng loãng nó không bị sệt sệt là loại xịn, nó không phải đâu. Cái lớp gel này cần càng đặc, càng sệt như thế này này, càng dính dính như thế này là nó càng bền nhá. Rồi. Mình sơn thật mỏng thôi mọi người nhá. Nếu như sơn dày nó sẽ bị chảy này, nó bị lồi lõm thì nó sẽ không đẹp cái bề mặt móng của chúng ta đâu ạ. Thảo mới tìm ra một loại bộ ba mới. Thậm chí là cái hãng này nó còn có hơn ba cơ. Nó còn có cả về primer, tức là có cả về kiềm dầu và liên kết bột này. Có cả cái tốp loang này. Có cả tốp lì này. Nói chung là nó đủ cả những cái thảo cần ấy. Nên Thảo đã lựa chọn hãng này. Chứ không phải tự nhiên lựa chọn đâu, mà cái hãng này thiết kế của nó, nó có đặc điểm là bao bì cũng rất là đẹp và chất lượng cũng rất ok, giá cũng không hề cao nữa, nên Thảo đã lựa chọn hãng này để dùng. Rồi mẹ sơn tốp lên và chúng ta sẽ hơ đèn nhé, là chúng ta đã hoàn thành rồi nhá. Đây, mình quan sát độ bóng của nó này. Rồi mình sẽ quét lại một lần nữa cái hát treo này nhá, để cho nó không bị bè phong. Đây, mình sẽ hơ đèn nhá. Sau khi hơ đèn xong thì mình sẽ sử dụng tốp để sơn lên nhá. Khi theo dõi video, mọi người thấy video này hữu ích, có ích với mọi người hãy bình luận xuống phía bên dưới để cho Thảo có nhiều động lực hơn để lần sau sản xuất ra các video có ý nghĩa hơn đối với mọi người nhé. Mong rằng là như thế, tại vì là Thảo lúc nào làm video cũng muốn làm video tốt nhất của Thảo dành đến cho mọi người, mong rằng có một cái ý nghĩa nào đó hữu ích với mọi người. Chúng ta sơn tốp và đã hoàn thành rồi nhé. Đây mình sơn tốp này. Hãy nhớ khóa đầu móng ở tất cả các bước nha, nhưng nhớ là hãy khóa thật mỏng thôi, chúng ta không khóa quá dày. Rồi. Sau khi sơn tốp xong mình sẽ hơ đèn 2 lần 99 giây là hoàn thành nhé. Đây mình cũng xem độ bóng của nó nhé. Đây mình cùng ngắm kỹ hơn này.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn vào nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn vào nút hình quả chuông để lần sau khi Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.